ra đi đâu. Sợ nói gì vậy ta? Gì con? Thấy nước quá trời luôn. Cái này chơi cạn rồi con. Nước cạn rồi nè, trời nắng quá nước cạn đây. Cái đó kia quá con. Chim cò bay về tổ. Hà, Hà với Sơn Hồ biết đi cầu khỉ không? Có cái cầu trước rồi, giống như cầu khỉ rồi. Đi thử đi. Không dám. Thôi Sơn Hồ không dám đi rồi. Cô chú thấy cái cầu khỉ bắt qua bên ruộng, Sơn Hùng không dám đi. Sơn Hà dám đi không? Con không đi. Con không đi. Sao vậy? Sao không dám đi? Con sao vậy? Con không chơi. Con sợ té hả? Con sợ té. Ừ, đúng rồi, con sợ té, con nhỏ con sợ té đúng rồi. Có cái cây vịnh đó con. Không đi thử hả? Hả? Ở đây gió mát quá à. Con chào chú đi. Con chào bác đi. Chào bác kia kìa, bác à. Đi vô nhà bác chơi kìa. Con đi quán hả? Con đi chơi. Xin Hà đi ra đó là té liền. Xin Hà đi ra đó là té liền. Xin Hà nhỏ xíu à. Vô đi. Sơn Hà đi đi. Cái anh hai đi nè. Anh hai đi cầu khỉ nè. Đi thử thôi. Đi đi. Có mẹ đi sợ gì. Đó, cái anh hai đi cầu khỉ kìa. À đây mẹ đi cho coi nè. Mẹ đi cho coi nè. Mẹ ghê vậy. Con không dám gì được. Quẹ quá được hay vậy. Vậy mà mẹ dám đi luôn. Ghê vậy. Con không dám, con gần rung. Ừ, đúng rồi. Cái cầu nó yếu. Mẹ ơi, con đi hả? Thôi, con đi xuống rồi là rớt xuống đó luôn á. Con nhỏ con đi không được đâu. Dịnh á, Sơn Hồng ơi. À, Sơn Hồng dịnh. Cố lên. Cố lên, Sơn Hồng cố lên. Sơn Hồng sợ rồi. À, Sơn Hồng thất bại rồi. Sơn Hồng chịu thua rồi. Hồi đó mẹ đi cái này nhiều lắm rồi. Mẹ có đi mấy lần? Mẹ đi một cây nữa kìa. Có loại mà bắt quan có cây ở dưới, cây ở trên nè. Cố lên anh hai ơi.
Nay ơi, cố lên. Sao rồi, nay được đi phim Yến nữa rồi. Thôi về máy bay ông bà cô chú đi về. Con đi đây, đi đại đẳng đi. Nãy con nghĩ là con chạy đại đẳng dưới không mà đừng có sợ. Con đừng nhìn dưới, con dịnh ở trên đó. Đâu hết sao nè? Đó là chỗ nào rồi? Cái gì con? Trái quá. Ồ, nhiều quá. Trái xoài nhiều quá nè. Ôi, trái xoài nhiều quá. Cái gì bảo trời này nhiều quá. Ừ, trái nhiều quá. Ôi. Đâu? Ừ, giờ ra tút mà kia không ha. Ồ. Ồ, ờ, nói gì quá trời ta, nói từ từ thôi mày mới hiểu. Nước không, nước à. Rồi, đi. Giờ máy bay ông bà cô chú đi về nè. Trời tối rồi. Xe hai máy bay ông bà cô chú đi. Sao con đi hả? Máy bay đi, đi về, mai mày chở đi nữa. Ờ, con đi hả? Ôi, đừng đi nữa, xa lắm. Đi ra kia, sao múc rồi kia luôn á. Sao múc còn kia luôn á, thôi về mình chở về nè. Ngày mai mày chở ra nữa. Con quay lại chào bác con đi về. Con về.